Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2020. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu một lô sản phẩm nữa. Đó chính là mẫu hoành phi gỗ gụ mới nhất của năm 2020. Đó là hoành phi lồng cuốn thư ở bên trong và chạm ba chữ là Đức Lưu Quang phổ thông. Phần cuốn thư bên trong thì chúng tôi cũng đã cải biên đi rồi. Thì xung quanh cuốn thư thì chúng tôi có đục chạy xung quanh là chữ công, và sát cuốn thư là chúng tôi có đục những cành hoa và dải đồng tiền. Đây là mẫu mới nhất của năm 2020. Trong clip trước thì chúng tôi cũng giới thiệu những người thợ của chúng tôi làm lên những bức hoành phi như này. Và trong một vài clip gần đây thì chúng tôi cũng giới thiệu những mẫu hoành phi nền gấm hay nền trơn. Còn đây là mẫu lồng cuốn thư. Kích thước là dài 1m97, rộng 67 và toàn bộ ván là chúng tôi làm dày 3 phân. Ván liền khối, không ghép. Quý vị có thể thấy mẫu này trên thị trường thì chúng tôi đã đổ buôn cho các cửa hàng. Quý vị có thể nhận ra được những nét đường nét mà chúng tôi đã làm trong thời gian vừa qua đây, quý vị hãy xem kỹ nhé. Phần khung là chúng tôi làm dày 6 phân, to 10 phân, phía dưới đục hoa hồng và phía trên đục cuốn thư. Đây là chúng tôi mới làm xong một lô đây. Một lô 9 bức hoành phi. Thì quý vị nào muốn đặt hàng thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể liên hệ theo hai số thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc quý vị có thể truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý vị có thể lấy được hình ảnh, các góc cạnh, sắc nét và từng chi tiết nhỏ. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Vâng, và cảm ơn quý vị và các bạn trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi những clip mà chúng tôi đưa lên.